Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình. Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm bắt đầu của yêu thương. Nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa. Tình yêu bắt đầu ở nhà, tình yêu sống trong nhà. Và đó là vì sao thế giới hôm nay lại nhiều khổ đau và bất hạnh đến như thế. Con người ngày nay dường như ai cũng quá vội vã, lo lắng muốn đạt được những bước tiến xa hơn và của cải nhiều hơn, và đại loại như thế, đến nỗi con cái có quá ít thời gian với cha mẹ mình. Cha mẹ chúng có quá ít thời gian dành cho nhau, và hòa bình thế giới bị chia cắt bắt đầu từ mái ấm. Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại. Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi. Hãy trao tặng tình yêu thương bất cứ nơi đâu bạn tới, trước tiên trong chính mái ấm của mình. Hãy yêu thương con cái, bạn đời và cả những người hàng xóm. Đừng để ai tới với bạn mà không rời đi tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là hiện thân sống động cho lòng nhân ái của Chúa Trời bằng cách thể hiện lòng nhân ái trên gương mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng ấm. Tình yêu là loại quả của cả bốn mùa và nằm trong tầm với của mọi bàn tay. Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương. Tôi tìm ra một nghịch lý, rằng nếu bạn yêu sâu sắc tới mức đau đớn, sẽ chẳng thể có thêm đau đớn nữa, chỉ có thêm tình yêu. Việc tốt là những mắt xích tạo nên sợi xích tình yêu. Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy. Đừng nghĩ rằng để chân thật, tình yêu phải phi thường. Điều chúng ta cần là yêu mà không mệt mỏi. Đôi khi chúng ta nghĩ nghèo khó chỉ là đói khát, thiếu mặc và vô gia cư. Sự nghèo khó bởi không được mong muốn, không được yêu thương và không được chăm sóc mới là sự nghèo khó lớn nhất. Chúng ta phải bắt đầu từ mái ấm của chính mình để cứu chữa loại nghèo khó này. Lòng yêu thương sâu sắc không cần đo đạc, nó chỉ cho đi. Mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của yêu thương, một món quà, một điều đẹp đẽ. Đời là cơ hội, hãy nắm bắt. Đời là cái đẹp, hãy mê say. Đời là giấc mơ, hãy hiểu rõ. Đời là thách thức, hãy đương đầu. Đời là nghĩa vụ, hãy hoàn thành. Đời là trò chơi, hãy nhập cuộc. Đời là lời hứa, hãy giữ gìn. Đời là khổ đau, hãy vượt qua. Đời là bài hát, hãy hát ca. Đời là tranh đấu, hãy chấp nhận. Đời là bi kịch, hãy đối diện. Đời là phiêu lưu, hãy mạo hiểm. Đời là may mắn, hãy đón lấy. Đời quá quý giá, đừng phá hủy nó. Đời là đời, hãy đấu tranh vì nó. Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném hòn đá lên mặt nước để tạo nhiều con sóng. Nếu bạn không thể làm trăm người đỡ đói, chỉ cần một mà thôi. Đừng để ai đến với bạn mà không rời đi tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là sự truyền đạt sống động cho lòng nhân từ của Chúa Trời, lòng tốt trên gương mặt, lòng tốt trong đôi mắt, và lòng tốt trong nụ cười. Hãy tận tâm với những điều nhỏ nhặt, bởi điểm mạnh của bạn nằm ở đó. Ngày hôm qua đã đi rồi, ngày mai còn chưa tới. Chúng ta chỉ có hôm nay, hãy bắt đầu thôi. Lời tử tế ngắn gọn dễ nói nhưng âm vang của nó thực sự vô tận. Không ai trong chúng ta, kể cả tôi, làm được những điều vĩ đại. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều nhỏ nhặt, với tình yêu lớn lao, và cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều gì đó tuyệt vời. Tôi có thể làm điều bạn không thể, bạn có thể làm điều tôi không thể. Cùng nhau, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao. Có một số cách để luyện tập sự nhún nhường, nói càng ít càng tốt về bản thân, lo chuyện của chính mình, không muốn thao túng việc của người khác, tránh sự tò mò, vui vẻ chấp nhận mâu thuẫn và sự sửa chữa, bỏ qua lỗi lầm của người khác, chấp nhận tổn thương và sự xúc phạm, chấp nhận bị coi thường, lãng quên và ghét bỏ, tử tế và dịu dàng ngay cả khi bị khiêu khích, không khăng khăng câu nệ lòng tự trọng, luôn luôn lựa chọn đường gian nan nhất, niềm vui trong sự yêu thương, hướng dẫn cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn ân cần, người ta có thể nói bạn là ích kỷ hay có mục đích che giấu, hãy cứ ân cần. Nếu bạn thành công, bạn có thể sẽ kéo đến bạn bè giả tạo hay kẻ thù chân chính, hãy cứ thành công. Nếu bạn trung thực và thẳng thắn, người ta có thể sẽ lừa gạt bạn, hãy cứ trung thực. Điều bạn bỏ ra hàng năm trời để xây dựng,
ai đó có thể phá hủy nó chỉ trong một đêm. Hãy cứ xây dựng. Nếu bạn tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc, người ta có thể ghen tị bạn, hãy cứ hạnh phúc. Điều tốt đẹp bạn làm ngày hôm nay thường sẽ bị lãng quên khi ngày mai tới. Hãy cứ làm điều tốt, trao cho thế giới điều tốt nhất bạn làm được. Và có thể mãi mãi đều chẳng đủ, hãy cứ trao đi điều tốt nhất có thể. Sự đói khát tình yêu thương khó diệt trừ hơn nhiều cơn đói bánh mì. Hãy hạnh phúc trong khoảnh khắc này, như vậy là đủ rồi. Mỗi khoảnh khắc là tất cả những gì chúng ta cần, không nhiều hơn. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy like và subscribe kênh Từ Điển Danh Ngôn nhé.